Ngày 21 tháng 4, Hội chấp đỏ thành phố Bắc Giang phối hợp cùng Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ sơ cấp cứu cho Chủ tịch Hội chấp đỏ 16 phường xã và các tình nguyện viên tại các chốt sơ cấp cứu trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Dự buổi tập huấn có các đồng chí Đoàn Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đồng chí Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội chấp đỏ thành phố. Tại đây các đại biểu được nghe bà Ma Thị Thìn Nga, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, nguyên Chủ tịch Hội chấp đỏ tỉnh, phổ biến kiến thức hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong sơ cấp cứu tập trung vào các nội dung nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn thương tích, kỹ thuật di chuyển khẩn cấp, sơ cấp cứu nạn nhân bị dị vật tắc đường thở, ngừng tim, chảy máu, sốc, vết thương, gãy xương, bỏng, điện giật, đuối nước, kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn. Qua lớp tập huấn trang bị cho các cán bộ hội chập đỏ các phường xã và các tình nguyện viên tại các chốt sơ cấp cứu những kiến thức kỹ năng cơ bản đã áp dụng vào sơ cấp cứu cho nạn nhân trong các vụ tai nạn thương tích được kịp thời góp phần mang lại cơ hội sống bảo vệ sức khỏe của người gặp tai nạn